Hello mọi người. Lâu rồi không gặp. Ghê đỉnh không? Ngầu không? Ghê. Hi. Thì hôm nay mình sẽ đi kiếm kangaroo ở trong công viên Westerford của nước Úc, ở Melbourne. Đúng rồi đó. Thì theo như Google Maps, người ta đã chụp hình check-in rất là nhiều con kangaroo ở đây. Và mình tin rằng hôm nay mình sẽ kiếm được một con. Và mình sẽ đấm đó. Mình khá chắc mình sẽ đấm được một con kangaroo hôm nay. Em nhờ. Yeah. Em hết yêu anh. Buồn. Không sao, anh chịu được. Điều cần làm là chúng ta sẽ đi ra một con sông. Đây, mọi người thấy trên Google Maps thì mình đang ở đây. Và khi đi ra tới được con sông thì chúng ta sẽ đi dọc theo con sông đó tới khi nào thấy được con kangaroo. Sau đó anh bưng nó về nhà, em ở lại nha. Ok. Tại chúng ta sẽ cần một người đó, là người nào đó thay thế, nếu không là chúng ta sẽ đụng vô bộ tộc của kangaroo mất. Kiểu đụng vô cái gen của tụi nó. Cho nên anh nói lại thì ai edit cái video này. Cước. Cước nữa. Và mà khá chắc đó là cước của kangaroo. Yeah. Chúng ta đang đi đúng hướng. Đây, đường đi vô rừng đây. Ok, mình sẽ cập nhật tình hình sau vài phút nữa nếu mình thấy bất kỳ con kangaroo nào. Okay, go. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2022 vào lúc 3:30 chiều. Chúng tôi đang đi dọc theo con đường. Một con đường khá là vắng, không có người. Như bạn thấy, hai bên đây toàn là rừng. Không có căn nhà đâu nha. Không có à? Không có. Không có căn lâu đài nào phía trước mặt mình đâu. Không, không có. Linh cảm của mình đã hửi thấy mùi con kangaroo đâu đây. Thơm. Kangaroo này màu hồng. Nhưng cái mình cần là một con kangaroo thuần chủng cơ. Cho nên mình sẽ đi kiếm. Hành trình tìm kangaroo khá là vất vả. Hồi nãy mới mưa 5 phút rồi. Nó mưa cho mình ướt cái sau đó ngưng á. Tại lắm. Như các bạn đã thấy, lại là cước. Chúng ta vẫn đang đi đúng hướng. Nhưng mà chúng ta có thể đi vô rừng bằng hướng này. Nhìn nó thấy ghê quá, chúng ta quay lại đi. Chúng ta sẽ đi theo đường chính. Đây là cái vibe của The End of the Fucking World. Ngựa. Ý đất ngựa. Không biết mọi người thấy không, nhưng mà đó là con ngựa. Mình đã thấy một con ngựa. Yes. Một khởi đầu rất là tốt. Ngựa là một giống loài liên quan tới kangaroo. Nếu mà con ngựa có thể đi bằng hai chân và nhảy thì nó khá giống con kangaroo. Cái mặt giống giống. Hành trình này nó hơi gian nan. Nhưng không sao, chúng tôi đã chuẩn bị khá là nhiều nước. Như các bạn đã thấy. Nó đang sau đít mình. Y đất kangaroo. Không có. Nè nhìn nè. Ơ, nó là kangaroo nè. Nó là kangaroo phải không? Nice. Nó là kangaroo mà. Giúp, nó là kangaroo á. Ê, nó là kangaroo kìa. Vậy. Chúng tôi đã nhìn thấy một con kangaroo nhưng mà nó khá xa. Đúng rồi, nó là kangaroo á. Nó to vậy á. Và chúng tôi thấy một con kangaroo đầu tiên. Nó khá béo. Kinda chonky. Ây da. So sorry. Vậy tôi mới đạp chân tôi và tôi nghĩ cô ấy hết yêu tôi rồi. Mà không sao. Anh biết mình đi với anyone. Ê Phan Hoàng sang trận. Tụi mày có nhớ cái video mà đi săn hô không? Tao đang thật sự đi săn kangaroo. Y hệt cái video đó. Chicken gang. Rồi. Ok, mặc dù không có kangaroo nhưng có rất là nhiều chim. Hello buddy. What's up buddy? Hi. Hello. Anh đi theo mình kìa. Hello. Mặt quạo vậy. Cáu hả? Cáu hả?
Ê, con chim nãy đi theo mình em ơi. Đừng lại gần nó mổ em á. Thôi đi, cứ đi tiếp đi. Chó đi theo đi. Nó đi theo kìa. Mắc gì? Ai làm gì? Không ai làm gì luôn á. Không có đánh nhau nha. Giúp. Và có một con chim cứ đi theo tụi tôi. Đây. Nó cứ đi theo tụi mình đấy. Mắc cái gì? Vô lý. Hai. Yeah. Có một ông chú mới đi ngang tụi mình. Ông đi bằng một chiếc xe đạp. Ngầu. Hello. Mắc cái gì? Nữa nè. Muốn gì? Ơ, à, kìa. Con quần què đó nó cứ đi theo tụi tôi thôi. Nhìn kìa, rất ngay. Ok, mọi người đã đi thêm được một đoạn nữa rồi và con chim này vẫn đi theo tụi mình. For some reason. Và có một con đường khá đỉnh đây. Ngầu. Ôi, dưới đây có thác nước. Nice. Eww. À, để mọi người dễ tưởng tượng thì thời tiết bây giờ đang là 10 độ C. Khá là lạnh. Mong là sẽ không thấy sinh vật nào nguy hiểm. Thấy mỗi kangaroo thôi. Và sao có cái bụi cây gì kỳ cục ở đây. Bụi cây bị xấu ấy. Nó mọc nhiều ở bị xấu ấy. Ớt lì vậy. Đúng rồi, đây. Chúng ta đang đi tới một cái địa điểm mà nó phóng khoáng hơn và khả năng thấy kangaroo sẽ cao hơn. Vẫn là con chim này ư? Phải không? Chỉ là nó hả? Vẫn là nó không? Nhây vậy? Ok, ok. Ok. Chúng tôi đã thấy rất nhiều kangaroo. Rất nhiều ấy. Như các bạn đã thấy. Mặc dù các bạn chưa thấy. Không biết các bạn thấy tụi nó không nhưng mà giúp. Nó đang nhìn ở chúng mình đấy. Ui, nhiều lắm luôn ấy. Ờ, sợ thử đây, có không? A kangaroo will attack a person if they were another kangaroo. Hả? As if they were another kangaroo. Kiểu như là nếu anh đi gần quá thì nó sẽ đánh anh kiểu đấm anh á. Ừ, giống như là một con kangaroo khác. Oh. Cuối cùng thì chúng ta đã thấy được kangaroo. Nhưng mà tụi nó có nguyên một hội rất là to cho nên tôi không nghĩ là tôi sẽ lại gần vì tụi nó sẽ đấm tôi mất. Kangaroo đó. Không đấm tụi nó được rồi, tại vì tụi nó đi đông quá. Kìa, có con này nhảy kìa, thấy không? Hello there. Hi. Đi đâu ơi? Đó là cái con ghẻ đít hồi nãy. Hello mọi người, sau một hồi thì mình nghĩ là mình sẽ tiếp cận được con kangaroo cho nên là mình sẽ đem cái GoPro này lại gần để cho mọi người thấy toàn cảnh con kangaroo nè. Hello. Có hai con kangaroo đang nắm nhau kìa. Thấy không, thấy không? Ủa, nó nắm nhau kìa. Mình đang ở khá gần tụi nó kiểu. Wow. Ở nó nhảy đi rồi. Bye bye. Hello. Lại đây, hello. Nó có vẻ không thích mình. Nhưng mà nhìn mình an toàn mà, mình có làm gì nữa đâu. Đi đâu ơi? Có vẻ là kangaroo sợ loài người. Ta-da, hoàn thành nhiệm vụ mặc dù mình chưa đấm được nó nhưng mà yay. Bye bye. Em muốn chụp hình không? Chụp hướng này nè. Hướng này có nắng. Ú, nắng đẹp nè. Kìa sao. Ú xíu, rồi anh chụp cho em rồi, xíu em chụp lại cho. Đi một ngày đàn, chụp nhiều kangaroo. Yay. Woo. Ok mọi người, có vẻ hoàn nhiệm vụ hoàn thành rồi thì mình nghĩ mình sẽ đi về đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.
nếu mình kiếm được một cái chỗ nào đó hay ho hơn, hoặc là mình sẽ đấm được con kangaroo nào đó. Cho nên là bye bye mọi người, mốt đọc lại nha, bye bye mọi người nha, vậy nha, bye.